Thưa quý vị, liên quan vụ nam sinh lớp 9 tử vong tại bể bơi của nhà trường, giáo viên thắng khai vì tin tưởng vào bản thân nên đã cho các học sinh tập thực tế dù không có nhân viên cứu hộ, không kịp cho các em mặc áo phao. Liên quan đến vụ nam học sinh lớp 9 tử vong tại bể bơi của trường phổ thông quốc tế Việt Nam, quận Hà Đông, Hà Nội, tại trụ sở công an, bị can Trần Lâm Thắng, 24 tuổi, giáo viên bộ môn bơi lội cho biết Tiết dạy bơi lội chiều ngày 22 tháng 8 là buổi thực hành đầu tiên của lớp 9A1 do giáo viên này đứng lớp. Theo bị can, quy định của nhà trường là mỗi tiết dạy bơi sẽ có một giáo viên phụ trách bộ môn và hai nhân viên cứu hộ, nhưng vì tin tưởng vào bản thân nên giáo viên thắng cho các học sinh thực tập. Nên giáo viên thắng cho các học sinh tập thực tế ở bể dù không có nhân viên cứu hộ. Trần Lâm thắng cho biết bản thân không nắm rõ học sinh nào biết bơi, học sinh nào chưa biết bơi. Trần Lâm Thắng khai, theo quy trình khi dạy phải phát Trần Lâm Thắng khai, theo quy trình khi dạy phải phát phao bơi, nhưng do có mình tôi quản lý quá nhiều học sinh nên chưa kịp phát phao cho các em. Đồng thời, thầy giáo này cũng thừa nhận trách nhiệm của bản thân khi không tập trung quan sát học sinh mà mãi mê dùng điện thoại. Khi nghe tin em PHA tên viết tắt chìm dưới đáy bể, tôi cùng một số giáo viên nhanh chóng cứu vớt em lên bờ và thực hiện các biện pháp sơ cứu rồi đưa học sinh đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, các bác sĩ thông báo em A đã tử vong, bị căng thẳng nói và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Như đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Thắng, 24 tuổi, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều ngày 22 tháng 8, lớp 9A1 của Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam, Vượng Dương Nội, quận Hà Đông có tiết bơi lội, thời gian từ 13 giờ 20 đến 14 giờ do giáo viên Thắng phụ trách. Đến khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, giáo viên Thắng cho tập trung học sinh lớp 9A1, 27 học sinh tại khu vực trước cửa bể bơi để chuẩn bị cho tiết bơi lội. Giáo viên Thắng cho học sinh khởi động khoảng 10 phút, sau đó chia một nhóm tự hoạt động thể thao tại khu vực sân trường, nhóm còn lại do giáo viên này trực tiếp dẫn vào bể bơi để thực hành bơi lội, gồm 11 học sinh, trong đó có em PHA. Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, giáo viên Thắng không phổ biến hướng dẫn mà ngồi ở ghế đầu bể bơi để cho các em học sinh tự do xuống bể bơi thực hành. Trong quá trình này, giáo viên Thắng không quản lý giám sát mà chỉ ngồi một vị trí và thường xuyên sử dụng điện thoại di động. Vì vậy đã không phát hiện việc MPHA xuống bể bơi nhưng không bơi mà chỉ đi bộ đến đoạn qua dây phao ngăn cách độ sâu 1,2 m và 1,55 m thì không đi được nữa, rồi vùng vẫy liên tục trong khoảng thời gian 3 phút trước khi bị chìm dưới nước. Sau khi MPHA bị chìm xuống đáy bể bơi, giáo viên Thắng vẫn ngồi vị trí cũ sử dụng điện thoại di động khoảng 20 phút sau, thì gọi điện và yêu cầu các em học sinh lên bờ, rồi cho lớp tự giải tán. Thời điểm này vẫn chưa ai phát hiện A bị chìm. Đến 14 giờ 6 phút, anh H.V.X tên viết tắt là nhân viên vệ sinh của bể bơi, trong lúc dọn vệ sinh bể bơi thì phát hiện em A nằm bất động dưới đáy bể, khu vực mực nước sâu 1,55m. Lúc này, anh X cùng một số giáo viên trong trường đưa nạn nhân vào bệnh viện đa khoa Hà Đông để cấp cứu nhưng A được xác định đã tử vong ngoại viện. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 9 tử vong tại bể bơi của nhà trường, tối ngày 23 tháng 8, lãnh đạo công an quận Hà Đông, Hà Nội xác nhận với BLO, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Thắng, 24 tuổi, giáo viên bộ môn bơi lội của trường phổ thông quốc tế Việt Nam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, chiều ngày 22 tháng 8, lớp 9A1 của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam có địa chỉ tại phường Dương Nội, quận Hà Đông có tiết bơi lội, thời gian từ 13 giờ 20 đến 14 giờ do giáo viên Thắng phụ trách. Đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, giáo viên Thắng cho tập trung học sinh lớp 9A1, 27 học sinh tại khu vực trước cửa bể bơi để chuẩn bị cho tiết bơi lội. Giáo viên Thắng cho học sinh khởi động khoảng 10 phút sau đó chia một nhóm tự hoạt động thể thao tại khu vực sân trường, nhóm còn lại do giáo viên này trực tiếp dẫn vào bể bơi để thực hiện bơi lội, gồm 11 học sinh, trong đó có em PHA tên viết tắt. Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, giáo viên Thắng không phổ biến hướng dẫn mà ngồi ở ghế đầu bể bơi để cho các em học sinh tự do xuống bể bơi thực hành. Quá trình này, giáo viên Thắng không quản lý giám sát mà chỉ ngồi một vị trí và thường xuyên sử dụng điện thoại di động. Vì vậy, đã không phát hiện việc MPHA xuống bể bơi nhưng không bơi mà chỉ đi bộ đến đoạn qua dây phao ngăn cách giữa độ sâu 1,2 m và 1,55 m thì không đi được nữa, rồi vùng vẫy liên tục trong thời gian khoảng 3 phút trước khi bị chìm dưới nước. Sau khi MPHA bị chìm xuống đáy bể bơi, giáo viên Thắng vẫn ngồi ở vị trí cũ sử dụng điện thoại di động khoảng 20 phút sau thì gọi và yêu cầu các em học sinh lên bờ rồi cho lớp tự giải tán. Thời điểm này vẫn chưa ai phát hiện A bị chìm. Đến 14 giờ 6 phút, anh H VX tên viết tắt là nhân viên vệ sinh của bể bơi, trong lúc dọn vệ sinh bể bơi thì phát hiện em A nằm bất động dưới đáy bể, khu vực mực nước sâu 1,55 m. Lúc này anh X cùng một số giáo viên trong trường đưa nạn nhân vào bệnh viện đa khoa Hà Đông để cấp cứu nhưng A được xác định đã tử vong ngoại viện. Sáng ngày 23 tháng 8, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xác nhận với BLO, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nam sinh lớp 9 tử vong khi đang bơi tại bể bơi của nhà trường. Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều ngày 22 tháng 9 tại bể bơi của trường phổ thông quốc tế Việt Nam có địa chỉ tại khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông. Nam sinh lớp 9 được phát hiện đã tử vong trong quá trình bơi tại bể bơi nằm trong khuôn viên của ngôi trường này liên quan đến vụ việc trên đại diện trường phổ thông quốc tế việt nam cho biết nhà trường đang cùng với gia đình tập trung vào việc lo hậu sự nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật trên plo mời quý vị đón theo dõi